Mấy hôm nay thì spam anh em về dòng bóc này hơi nhiều. Nhưng mà mình mà cứ thích cái gì thì mình làm cái đấy thôi. Với cả nữa là Kindle với Kobo thì bây giờ cũng hết thứ để mà làm video cho anh em rồi, chắc là thế. Trong video này thì mình sẽ đập hộp chiếc bóc Poke 3. Hôm trước thì vừa mới review chiếc Poke 2 xong. Nếu mà anh em nào chưa xem thì có thể lật lại video cũ của mình để xem nhé. Poke 3. Ok, thực sự mà nói thì Poke 2 là cái chiếc máy mà làm cho mình rất là hứng thú, nên hôm nay sẽ làm luôn một cái video đập hộp chiếc Poke 3 này cho anh em tham khảo thêm, chiếc máy mà đang rất là hot ở thời điểm hiện tại. Mời anh em. Ở mặt sau của cái hộp này thì có in các thông tin của máy, màn hình 6 inch in Inkatha này, độ phân giải 300 ppi này, đèn nền này, cảm ứng này, chip, rồi bộ nhớ trong 32 GB. À, chiếc này lên Android 10.0 rồi. Chiếc Poke 2 là Android 9.0. À, chiếc này output là USB Type-C. Hôm trước vừa mới chơi chiếc Poke 2 là micro thì chiếc Poke 3 là đã có Type-C rồi. Ngon. Dung lượng pin 1.500. Kích thước y chang 2, trọng lượng y chang 2. Ok, mình sẽ đi vào bên trong chiếc máy. Wow, cảm giác nó vẫn rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế, rất là đẹp. Thực sự thì đến thời điểm này mình vẫn chưa tìm ra cái lý do nào để mà chê về cái mặt thiết kế của những chiếc Poke 2, Poke 3 cả. Đánh giá qua một chút về chiếc máy này nhé, nó có một vài cái thay đổi nhỏ so với chiếc Poke 2. Cái đầu tiên ấy, đấy là cái phần cái thanh ở bên dưới này thì trong khi chiếc Poke 2 là cái màu hơi xám và để logo màu đen này nổi lên trên thì chiếc Poke 3 nó lại là màu, nó vẫn là một cái thanh màu nhám nhẹ ở dưới này nhưng mà nó sẽ tối hơn. Cái này thì các bạn sẽ tự đánh giá theo cái sở thích của mình nhé. Thứ hai là về mặt lưng. Mặt lưng của chiếc Poke 3 thì được chuyển sang tông màu đen, trong khi đấy thì mặt lưng của chiếc Poke 2 nó là cái màu xám này. Không biết các bạn thế nào nhưng mà mình thì mình thích mặt lưng của chiếc Poke 2 hơn, mình thích cái màu sáng này hơn. Đúng ra mà nói thì cái màu đen, cái cách làm mặt lưng màu đen này thì nó sẽ tạo cho cái chiếc máy này một cái thiết kế trông nó liền lạc hơn so với cái hai mặt lưng màu xám, nó tạo ra cái phần nó tách bạch rõ ràng như ở trên chiếc Poke 2. Tuy nhiên mình không hiểu tại sao mà mình lại thích cái mặt lưng màu xám này. Thứ hai nữa, cái mặt lưng màu đen này có một cái nhược điểm, đấy là nó bám và nó đều bám thôi, nhưng mà cái mặt lưng màu đen này thì nó lại để lộ cái vết bẩn lên, những cái vết dấu vân tay, mồ hôi tay lên trên máy. Các bạn thấy này, mình thì tay không có nhiều mồ hôi lắm đấy, nhưng hôm qua một cậu em đến mua máy chiếc Poke 3 này, tay bị ra mồ hôi nhiều thì thực sự mà nói là trông nó hơi hơi bẩn một chút. Thế nên là mình thích cái mặt lưng màu xám này ở trên chiếc Poke 2 hơn là trên chiếc Poke 3. Về chất liệu, về cảm giác khi mà chúng ta sờ vào cái mặt lưng của hai chiếc máy này thì nó là như nhau. Đúng là như nhau, chỉ khác về màu sắc thôi. Và đây, đây chính là cái điểm mà mình đánh giá cao nhất về mặt thay đổi trong thiết kế của chiếc Poke 3. Đấy là nó đã chuyển sang sử dụng cổng Type-C. Cổng Type-C thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, chắc chắn rồi, đẹp hơn cổng micro. Và nó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta sử dụng ở trong thời điểm hiện tại, khi mà đa số các cái thiết bị điện tử bây giờ đều đã chuyển sang Type-C hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp chiếc máy này lên để thử xem. Cái chủ yếu nhất đấy là xem thử là cái Android 10 ở trên chiếc Poke 3 này nó có khác gì so với cái Android 9.0 ở trên chiếc Poke 2 không. Cái hay của những chiếc máy Android đấy là các bạn không cần phải máy tính để tải sách, các bạn dùng bằng trình duyệt của nó và tải sách luôn. Mình sẽ kết nối wifi và thử tải sách trực tiếp bằng chiếc máy này để các bạn hình dung. Ok, sử dụng luôn cái trình duyệt mặc định của nó, không cần phải tải Chrome nữa. Neo Browser, mình sẽ vào trang sachvui.com. Những chiếc máy bóc này thì nó có 4 chế độ đọc các bạn nhé.
tùy các bạn đang đọc cái nội dung gì mà các bạn chọn cho mình cái chế độ đọc nó phù hợp. Ví dụ như chế độ bình thường là khi mà các bạn đọc sách ấy. Đấy, còn nó sẽ có những chế độ nhanh, chế độ A2 gì đấy, tùy. Thì ở đây thì mình sẽ chọn là chế độ xem nào. Chế độ này mình sẽ cần đấy là chế độ A2. Nó sẽ có nhược điểm nó xuất hiện bóng mờ, nhưng mà tốc độ xử lý load của nó rất là nhanh, các bạn có thể thấy này đấy. Mình vuốt nó giống như là đang vuốt trên điện thoại. Ok, mình sẽ tải một cuốn bất kỳ. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó xử lý. Mình đã từng cầm qua một vài chiếc mà chạy Android rồi. Ví dụ như là Linebook rồi là Box, cũng có một số dòng của Box mình cầm qua, nhưng mà thực sự là chiếc máy này nó xử lý mượt mà, rất ổn. Mình sẽ tải thử cuốn dám bị ghét nhé. Ok, máy này thì nó đọc tất cả các thể loại file, bạn tải file gì cũng được. Mình sẽ tải file EPUB đi. File đã được tải về đây rồi. Bấm vào thì nó sẽ dùng trình duyệt mặc định của nó, đấy là Neo. Ok, cái thanh này thì mình sẽ tắt đi. Đấy. Đây, mình sẽ bật lại chế độ đọc bình thường để phù hợp với cái việc mà đọc chữ này. Đấy. Ok, về cơ bản là như vậy. Mình thấy rằng tốc độ xử lý mọi thứ nó cũng không khác gì so với chiếc Box 2 chạy Android 9 cả. Thực sự là không khác. Để thử xem trong phần cài đặt có gì khác không. Cài đặt. Xem nào. Quản lý cử chỉ. Wow. À. Ở đây nó sẽ có thêm mấy là cái phần cử chỉ mà để chúng ta vuốt để thoát ra màn hình chính. Đa tác vụ quay lại, nó sẽ chia cái màn hình của chúng ta thành 3 phần. 1/3 bên trái, 1/3 ở giữa và 1/3 bên phải. Bên trái là đa tác vụ, màn hình chính, và bên này là quay lại, thử xem nào. Ngon hơn. Cái này là cái mà ngon hơn so với Android 9. Android 9, các bạn muốn thực hiện thao tác thì phải vuốt trên này và bấm vào cái thanh công cụ trên đây. Thực sự thì chiếc Box 3 này nó không có quá nhiều thay đổi với chiếc Box 2. Tất nhiên là bây giờ Box 2 thì Box đã dừng sản xuất rồi, và các bạn gần như không tìm được Box 2 new để mua. Thi thoảng cũng sẽ có một vài người dùng bán lại những chiếc máy đã qua sử dụng ở mức giá khoảng đâu đấy tầm 3,5 triệu đến 4 triệu. Mình cho rằng thì nếu mà bạn muốn tiết kiệm ngân sách cho mình thì chiếc Box 2 nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu nhé. Mình sử dụng mình không thấy hai chiếc máy này nó khác nhau là bao cả. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.